Nóng, một bệnh viện ở Hà Nội bị tố nợ lương 160 bác sĩ, nhân viên y tế 6 tháng qua. Vừa trở về sau 2 tháng rưỡi hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Đặng Thu Hiền, điều dưỡng khoa ung bướu bệnh viện Tuệ Tĩnh, đơn vị thuộc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế, loay hoay không biết sẽ làm gì để có thêm thu nhập cho bản thân. Bởi từ tháng 5 vừa qua, chị và nhiều cán bộ nhân viên y tế ở bệnh viện chỉ nhận được 50% số lương của mình. Cụ thể lương chính thức của chị là 5,8 triệu đồng, cộng thêm lương chức vụ là hơn 6 triệu đồng nhưng nửa năm qua, mỗi tháng chị chỉ nhận được hơn 3 triệu đồng. Với số tiền ít ỏi đó, không đủ cho chị xoay sở sinh hoạt cho bản thân, chứ chưa nói đến lo cho gia đình. Đầu tháng 10 tôi trở lại Hà Nội sau hơn 2 tháng hỗ trợ chống dịch tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mức lương cũng chỉ nhận được hơn 3 triệu. Nhà có con nhỏ, dịch chưa hết, tôi và chồng không biết phải làm gì thêm để có thêm thu nhập cho gia đình, thậm chí vợ chồng còn phải vay mượn để trang trải thêm cho các con. Khá khẩm hơn chị Hiền, bác sĩ Phạm Minh Vương, phó khoa cơ sở khớp cũng tâm sự, kể từ đợt tháng 5, dịch diễn biến phức tạp tại Hà Nội, anh cùng cán bộ nhân viên tại bệnh viện bị nợ 50% lương, mỗi tháng anh Vương nhận được 3,2 triệu đồng. Nửa năm qua, tôi phải đi làm thêm bên ngoài bằng cách nhận chăm sóc điều trị bệnh nhân tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Tôi có chuyên môn nên đỡ hơn các điều dưỡng, nhân viên hợp đồng rất nhiều. Lương của nhân viên hợp đồng chỉ bằng một nửa số lương tôi nhận được. Hầu hết các bạn không chịu được đã xin nghỉ việc. Nhiều người còn phải bán rau, ship hàng, làm xe ôm kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống thật sự khó khăn. Tương tự, chị Lê Thanh Bình, kế toán viên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, 6 tháng qua, 160 cán bộ y bác sĩ tại bệnh viện đã làm đơn phản ứng việc chỉ nhận được 50% đơn. Ban giám đốc bệnh viện cho biết trong tháng 6 sẽ thanh toán đầy đủ. Sau đó, khi nhận thấy không đủ điều kiện tài chính để trả lương đủ 100% cho cán bộ, Ban giám đốc bệnh viện đã họp với các tổ trưởng công đoàn tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh để đưa ra ý kiến sẽ chỉ trả 50% lương cho cán bộ. Mặc dù chúng tôi đã làm các biên bản thông qua kênh công đoàn để gửi lên Ban giám đốc yêu cầu chi trả 100% lương theo quy định, nhưng không được lãnh đạo bệnh viện phản hồi, thậm chí dù chỉ còn 50% lương nhưng trong tháng 10 vừa qua, bệnh viện cũng không trả đúng hạn, chỉ đến khi cán bộ nhân viên phản ứng và có ý định ngừng việc tập thể thì đến ngày 29 tháng 10, bệnh viện mới chi trả lương, chị Bình nói. Lý giải về nguyên nhân theo chị Bình, trong một cuộc họp sa ban gần đây, ban giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh thông báo thời điểm hiện tại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên chưa tìm được nguồn thu, vì vậy chưa có tiền để trả lương tháng 11 năm 2021 cho người lao động. Một phần là do dịch bệnh nên bệnh viện không có nguồn thu, phần khác từ năm 2019, ban giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh tự ý xin chủ trương từ bệnh viện công sang tự chủ. Chính vì thế 100% nguồn thu và hỗ trợ từ lượng bệnh nhân đến khám. Tuy nhiên, Tuệ Tĩnh nếu xét về năng lực sẽ không đáp ứng đủ điều kiện để tự chủ. Nếu cứ tình trạng dịch bệnh này diễn ra, lượng bệnh nhân không có thì cán bộ nhân viên y tế của chúng tôi sẽ sống như thế nào với đồng lương ít ỏi này, chị Bình bức xúc. Theo chị Bình, bệnh viện có hơn 160 cán bộ cơ hữu, nhân viên y tế hợp đồng bị ảnh hưởng nhiều nhân viên y tế 6 tháng qua chỉ nhận được hơn 1 triệu đồng tiền lương đã không chịu được mà viết đơn xin nghỉ, nhiều người hết hợp đồng cũng không đồng ý ký tiếp, còn những cán bộ khác vẫn đang cố bám trụ lại. Hàng ngày 8 tiếng làm việc tại cơ quan, chiều tối thì phải đi làm thêm công việc chân tay để mưu sinh. Ví dụ như điều dưỡng tại khoa phụ sản đã phải đi bán rau để kiếm thêm thu nhập. Vì dịch nên chồng của nữ điều dưỡng ấy đang làm công nhân cũng phải nghỉ việc, nhà có con nhỏ lên Hà Nội thuê nhà quá khó khăn nên điều dưỡng phải bán rau ở một khu chợ cách sóng trọ 4 cây số đến tối khuya. Chị Bình tâm sự nhân viên y tế, nhiệm vụ là cứu người, nhưng nếu tinh thần bị ảnh hưởng thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cứu người. Chính vì thế, chị chỉ mong trong thời gian tới, vấn đề của anh em công nhân tại cán bộ bệnh viện sẽ được giải quyết để mọi người an tâm làm việc. Hiện tại, tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện Tuệ Tĩnh đã gửi đơn kiến nghị đến các bộ ban ngành, trong đó có bộ y tế, với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.